Rồi, 47 bài đủ chưa nhóm ơi? Đủ rồi cô. Ok, trừ 4 đứa trong nhóm ra là còn. Thì hai chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa mà nó vướng trong cái danh bạ thì rất là nhiều. Cho nên các thầy cô thường để chế độ là nhận tin nhắn từ người lạ. Nên các bạn cứ nhắn tin chừng nào thấy không được thì các bạn mới những người nào người ta không nhắn tin từ người lạ chẳng hạn thì các bạn mới tìm cách khác. Chứ mình đừng có xin ad friend trước ha. Cứ nhắn tin trước thôi. Rồi cái thứ hai nữa, khi các bạn muốn gửi tin để mà yêu cầu kết bạn với ai đó thì nên cẩn thận cái tin nhắn mà các bạn gửi. Các bạn đừng có quá lười biếng, các bạn bấm theo cái kiểu là nó tự chọn, nó mặc định nó chọn rồi xin chào tôi là cái gì gì. Nguyễn Thị A, Nguyễn Thị B gì đó à, tôi biết bạn qua nhóm đọc hai. Nhưng mà thì cảm thấy người giáo viên cảm thấy là rất là khó chịu với một cái tin như vậy, không phải là với riêng cô đâu mà các thầy cô khác cũng như thế nữa, thì mình rút kinh nghiệm cái việc đó nha. Rồi, nhắn một tí vậy thôi, tại vì cũng có nhiều thầy cô cũng nói về cái chuyện là các bạn bây giờ thì hơi ít để ý đến những cái quy tắc như vậy, nhưng mà nhiều khi cô nghĩ là do các bạn không biết, các bạn vô tình thôi, thì cái nào nhắc được thì cũng nhắc các bạn. Hôm trước thì mình đã học đến cái gì là các bạn, mình đã dịch được cái bài đọc số 1 rồi đúng không? Nhưng mà mình chưa làm bài tập ha. Có đúng vậy không nè? Hôm nay mình bắt đầu sửa từ cái bài D này nha. Bài này cô đang share trên màn hình nè, Chưa thế dịch này hết mình luôn. ủa chưa dịch hết luôn á hả? Chậm dữ vậy ta, tới đâu rồi, tới đoạn mấy rồi? Hôm trước dịch tới đoạn mấy rồi mấy đứa? Dạ anh như là đoạn 10 rồi cô. Đoạn 10. Rồi, bây giờ mình bắt đầu làm lại từ chỗ đoạn 10 nghe. Rồi, bạn nào xuống không? Dịch đoạn 10 mình đã hơi trễ rồi đó mấy đứa. Cho nên là cố gắng chuẩn bị bài ở nhà để mình vô mình làm cho nhanh. Rồi bạn nào có chuẩn bị thì cứ xung phong đi. Chứ cô cứ gọi trúng mấy bạn ngắt ngang ngắt ngứ, cái nó mất thời gian của mình quá. Rồi, đoạn 10 bạn nào dịch được xung phong nè. Giơ tay đi các bạn. Sao không thấy ai hết vậy nè? Mày hết mà cô gọi, gọi mà không chuẩn bị nó riết riết rồi mai mốt là cô sẽ trừ điểm đó nha. Gọi lên mà dịch không được là ghi điểm trừ vô á. Châu Hoàng Thúy Vi. Đoạn 10. Dạ thưa cô, là cô nghe không cô? À, cô nghe rõ ràng. Cô là với sự không tôn trọng của Cammy và Frank. Còn điều này thì sao đối với định nghĩa không trả lương? Thì việc người khác bảo bạn làm việc gì đó là công việc nếu mà bạn phải tự chọn. Nếu bạn là Thôi, thôi chết rồi. Học dịch nâng cao, học đọc nâng cao. Mà dịch kiểu này là chết rồi. Công việc không trả lương là cái chỗ nào mà công việc không trả lương? Ơi. Cô mời bạn khác nè. Lê Thị Ngân Huỳnh.
Nhân hình có đây không? Không có ha. Bây giờ gọi mà không có là ghi dấu tích vô để dành đó nha. À, Hà Thị Ngọc Linh. Dạ có. Rồi, dịch lại cái bạn đó nha. Dạ thưa cô là không có sự thiếu tôn trọng nào đối với Rami và Francis. Đây là một định nghĩa thay thế. Cho dù bạn được trả lương hay không, thì việc người khác yêu cầu bạn làm việc đó và bạn thấy thoải mái nếu bạn tự chọn làm. Nếu bạn là kiểu người thích cắt cỏ của riêng mình, hoặc dù bạn có đủ khả năng trả tiền cho ai đó để làm việc, thì hãy cân nhắc xem bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu hàng xóm của bạn đề nghị trả cho bạn mức phí cắt cỏ của họ. Tỷ lệ cực là bạn sẽ không chấp nhận lời đề nghị làm việc của anh ấy. Cái chỗ mà with no disrespect này em dịch làm sao? Thưa cô là không có sự thiếu tôn trọng. Vậy ý nghĩa là làm sao? Hai cái dòng này nè. Nói nôm na lại cho dễ hiểu hai cái dòng đầu tiên của đoạn 10 coi. Không có sự thiếu tôn trọng là có tôn trọng á cô. Vậy thì bây giờ dịch hai cái dòng đó lại, nói em diễn giải lại cũng được nữa, làm sao mà cho nó dễ hiểu, nói theo kiểu của mình hiểu cũng được nữa, là em hiểu nó làm sao? Có, thưa cô là có sự tôn trọng với Rami và Francis. Rồi sao nữa? Và đây là một định nghĩa để thay thế. Cho dù bạn được trả lương hay không, thì việc người khác yêu cầu bạn làm việc đó mà bạn thấy thoải mái thì bạn chọn tự làm. Vì khi cô muốn các bạn đơn giản hơn, nhưng mà để cho cô thấy rõ là các bạn hiểu bài, nhưng mà các bạn không 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 cho thấy được cái điều đó nha. Là các bạn diễn đạt một cách nôm na lại thôi, ở bên trên là đang nói cái gì. Bên trên từ hồi nãy giờ đang đi ôn lại một chút xíu cái bài cũ nè. Đang nói về cái việc như thế nào, cái ranh giới phân chia giữa cái work và cái là leisure. Như thế nào thì là work, như thế nào là leisure. Thì có cái hai ông bên trên là cái Rami và Francis hồi nãy giờ đó, là làm một cái nghiên cứu và làm theo cái số liệu như thế này. Nếu như mà đi 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 khảo sát trên một cái số lượng người, rồi nếu mà họ nói họ 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 thích cái nào đó ở cái mức độ bao nhiêu, mà nó lấy cái mức 7.3 là mốc. Nếu như mà playing sport mà họ 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 thích leisure. Còn nếu mà cái việc gì đó mà họ dành thời gian cho nó, hoặc là dành cái sự yêu thích cho nó mà dưới 7.3 thì cái đó sẽ gọi là work. Nó thì lại phân chia theo con số như vậy, cho nên dẫn đến cái việc đó là câu cá là để chính knitting đang là đến 7.7 thì nó lọt qua khỏi 7.3 là leisure, nhưng mà gardening 7.1 dưới 7.3 thì bị coi là work. Nhưng mà trong khi hai cái này đều là leisure hết, là cái hoạt động để giải trí hết. Như vậy thì 7.3 này, cái cách này, cái phương pháp này, cái định nghĩa, cái sự phân chia giữa work và leisure này nó có vẻ là không hợp lý. Cho nên ở đây tác giả bài viết mới nói là with no disrespect. Tôi không phải là không coi trọng, không tôn trọng Rami và Francis. Hai anh đưa ra cái định nghĩa đó, cái phương cách làm đó, tôi không phải là tôi chê,
Không phải là tôi chê cái cách làm của Rami và Francis. Không phải là tôi chê, không phải là tôi không tôn trọng cái cách làm, cái phương pháp, cái định nghĩa của hai anh này. Nhưng mà thử cái định nghĩa mới này xem sao. Cái định nghĩa mới này thì sao? Nhưng còn cái định nghĩa mới này, hoặc là hãy thử xem cái định nghĩa mới này xem. Hoặc là cái định nghĩa mới này thì sao? Thì cái định nghĩa mới là ba cái dòng kế tiếp nè. Dù bạn được trả tiền hay không trả tiền, hồi nãy bên trên ổng có nói là có một cái kiểu chia nữa là nếu mà được trả tiền thì là work gì đó, đúng không? Bên này bây giờ bên này ông này đưa ra định nghĩa mới. Tôi không có chê định nghĩa của anh, nhưng mà tôi đưa ra định nghĩa mới nè, là cho dù bạn có được trả tiền hay không thì nếu như đó sẽ là công việc, nếu ai đó bảo bạn làm cái việc đó, có ai đó kêu bạn làm, bạn làm vì ai đó kêu bạn làm thì đó là công việc. Và nếu nó, và nó sẽ là leisure, thú vui, nếu bạn tự bạn chọn làm. Như vậy thì ở đây cái định nghĩa mới này của hay là trả tiền, mà là dựa trên cái việc, dựa trên cái việc là bạn tự làm, bạn tự thích và tự làm, hay là có ai đó bảo bạn làm. Ví dụ như bây giờ bạn là một cái người rất là thích cắt cỏ, thích cắt cỏ lắm, nhưng mà đâu phải cỏ nhà ai bạn cũng cắt, bạn chỉ cắt cỏ cho nhà mình thôi. Chứ bây giờ thử ông hàng xóm ổng kêu cắt cỏ cho nhà ổng, rồi ổng trả tiền cho bạn bằng giá thị trường, bạn có làm không? Mặc dù bạn rất là thích cắt cỏ, nhưng mà bạn có đi cắt cỏ cho nhà ổng không? Không. Như vậy thì cái việc cắt cỏ này bạn làm cho nhà bạn, bạn chỉ làm cho nhà bạn thôi, bạn không làm khi mà ai sai khiến bạn. Vậy thì cái đó là leisure, bạn không có đi làm cho ông hàng xóm, mặc dù bạn rất là thích cái việc cắt cỏ. Chứ còn nếu như cái phương pháp cũ hồi nãy đó, thì nếu chỉ hỏi là anh có thích cắt cỏ không, cái trả lời là tôi rất thích cắt cỏ, xong như vậy thì phán người ta là à, vậy thì cắt cỏ là leisure chứ không phải là work, là không phải. Trong khi có những người, người ta thích cắt cỏ nhưng mà thích cắt cả cỏ của nhà mình lẫn cả của cỏ nhà hàng xóm luôn, đơn giản là chỉ thích như thế. Như vậy thì nó rất là khó chia. Thì ông này chia lại cái định nghĩa mới là ai đó bảo mình làm theo mệnh lệnh của ai đó thì cái đó là work. Còn nếu mình làm mà tự ý mình thích mình làm thì cái đó là leisure. Thì vấn đề là tôi không có ý chê bai cái định nghĩa của Rami và Francis, nhưng mà hãy thử cái định nghĩa mới này xem sao. Đoạn số 11. Nhiều khi là cô chỉ muốn các bạn là giải thích cái ý mà các bạn hiểu. Ôi cô nghe. Cô em dịch cho cô. Hồi nãy em ngon hồi. Rồi. Em mới đi đâu xíu quá. Rồi 11. Dạ. Em dịch đoạn đi. À dạ. Và rất nhiều người có khả năng không phải lao động chân tay đã chọn làm như vậy. Bởi vì tại sao một nhà sinh học tiến hóa có thể nói rằng gen của chúng ta là một động lực để tự kiếm ăn, mặc quần áo và chế ngự môi trường xung quanh. Trong khi đó, một nhà kinh tế có thể lập luận rằng chúng ta đã đáp ứng những khuyến khích vượt xa khả năng tài chính, và may mắn thay, chúng tôi được tự do lựa chọn những công việc mà chúng tôi muốn tự thực hiện. Rất là nhiều người can afford not to perform menial labor, choose to do so because, well, why, tại sao, đúng không? Bởi vì rất là nhiều người mà có thể chi trả, tức là có tiền đó, để không phải làm những cái công việc labor, những công việc nhỏ, menial labor là những công việc mà vụn vặt á, vẫn chọn choose to do so, vẫn chọn làm những cái công việc đó. Tức là những cái người nhìn rất là giàu, rất là dư sức để thuê người giúp việc để làm những cái công việc ở nhà, mà thuê người để cắt cỏ cho mình, thuê người để rửa xe cho mình, thuê người để lau nhà cho mình, dư tiền nhưng vẫn choose. Động từ chính ở đây là choose nha các bạn. Còn nguyên cái cụm mà who can afford đó, not to perform menial labor, nguyên cái cụm này là chỉ để bổ nghĩa cho, là mệnh đề quan hệ để bổ nghĩa cho chữ people thôi. Động từ chính là chỗ chữ choose nè. Vẫn chọn làm những công việc đó. Tại sao? Một cái nhà sinh học tiến hóa có thể nói là that's embedded in our genes. Trong cái gen của chúng ta,
một cái is a drive to feed and clothe ourselves. Drive ở đây là gì đây? Hồi nãy Ngân Huỳnh dịch là cái gì đó, Ngân Huỳnh? Huỳnh mới vừa dịch phải không em? Dạ. Cái bạn mới vừa dịch cái bạn này tên gì? Hồi nãy em dịch chữ drive này là gì? Em dịch chữ đó là một động lực. Đúng rồi, một cái động lực, một cái sự thôi thúc, cái gì đó mà nó lái mình đi, nó hướng mình đi, nó bắt mình phải chạy theo cái hướng đó đó. Nó cũng gần gần với cái nghĩa đen của từ drive là lái xe đó. Cái gì đó mà nó thúc giục mình phải đi theo một con đường nào đó, là nó thúc hối thúc mình, nó thúc giục mình, một cái động lực, một cái động cơ để làm gì, để mà lo cái việc ăn uống và quần áo và ăn mặc cho chính chúng ta và thuần hóa và những cái môi trường xung quanh. Trong khi đó này, một cái này nữa này, cái chữ meanwhile này nó bỏ ở giữa này, thì người Việt Nam mình hay dịch cái trật tự nó đúng như vậy, đúng như thế này thì nó sẽ rất là khó hiểu, giống như chữ however, meanwhile, for example. Người Việt mình thì hay nói nó ở đầu câu, khi viết cũng vậy. Người Việt mình however là phải để đầu câu trước cái đã, for example là phải để đầu câu trước cái đã, trong khi bọn Tây thì nó hay để cái này vô chính giữa, giữa chừng nó mới however. Như hồi nãy bạn thấy ở bên đâu đây có một cái ví dụ nè, đâu rồi, thôi không lật lại nữa lâu. Bây giờ thì khi mà dịch sang tiếng Việt á, mà mình để cái này ở giữa nó khó hiểu lắm, móc cái này ra ngoài đi. Trong khi đó thì một nhà kinh tế học lại tranh luận rằng chúng ta phản ứng với những cái động lực that go well beyond the financials, mà vượt khỏi cái vấn đề tài chính. Và thật may mắn rằng ở đây nữa nè, chữ that này phải đi chung với mệnh đề phía đằng sau này. Và thật may mắn là chúng ta hoàn toàn được lựa chọn, có khả năng tự do lựa chọn những cái nhiệm vụ mà chúng ta muốn làm cho chính mình, tức là không ai ép mình ha, mình có tiền thay vì mình thuê được, nhưng mà mình vẫn có thể tự làm được, chứ không ai bắt mình là anh có tiền là anh phải đi thuê. Hôm nay cái mạng của bên nhà cô nó có bị ao ra ao vô liên tục, mà mấy đứa nghe cô nói nó có chập chờn lắm không? Nó bị giật giật á cô. Bên này là cô cứ ra vô miết luôn. Rồi đoạn 12. Đoạn 12 các bạn nào dịch không? Em nghe cô. Lên luôn. À nghe tên. Cô. Khánh An nghe cô. Ok, nó nghe cái chuyện rất là nhỏ nè. Cô ngồi cô theo dõi con bé của cô và học online lớp 1. Thế là đứa nào cũng nhau lớp 1 mà. Cô ơi, cô biết là cô giáo của nó cũng rối luôn. Thế là cô dạy cho nó là mỗi lần con muốn gọi cô giáo là con phải nói là: cô ơi, con là Thùy An, con có câu hỏi. Thì cô giáo sẽ biết là bạn Thùy An đang hỏi. Thì cô hỏi là Thùy An hỏi cái gì con. Chứ bây giờ mà cả chục đứa mà đều là cô ơi, hết là cô giáo, rối luôn. Thì các bạn ở đây cũng vậy nha. Mỗi lần mà các bạn muốn ha, cô ơi để em dịch cho, thì các bạn nói cho cô biết luôn cái tên nha. Cô ơi, em là Khánh An, để em dịch đoạn này cho. Thì cô biết là mời bạn Khánh An. Rồi, áp dụng cho các môn khác luôn cũng vậy nữa, để giáo viên dễ biết là bạn nào đang nói. Rồi, ok An. Dạ, đoạn 12 là đương nhiên là những cái lựa chọn của những cái lựa chọn này có thể nói lên cái điều gì đó về chúng ta, về chúng ta là ai và chúng ta đến từ đâu. Một trong những chúng ta là ví dụ như là nhà kinh tế học hoặc người sống ở Chicago, lớn lên thoải mái trong một cái thành phố trung tây và có những cái kỷ niệm đẹp, những kỷ niệm đẹp viếng thăm trang trại nhỏ của ông bà. Và tác giả này là gần đây đã mua một trong nhà vàng trồng cây thủy canh đó cô. Là nó có giá là khoảng 150 đô. Và cho đến nay là đã sản xuất khoảng 14 quả cà chua. Cái mà một khi bạn tính đến chi phí như là hạt giống, điện và thậm chí là lương của người lao động,
À, đặt mức trung bình giá của một quả cà chua vào khoảng 20 đô. Dạ. Rồi, có một chỗ nãy mới nhắc nữa đó là for instance, for example, however. Ví dụ như một trong số chúng ta có thể là nhà kinh tế, một nhà kinh tế mà ở đây chúng ta là ai đây các bạn? Chúng ta hoặc là chúng tôi, cái từ này là chúng tôi. Ở đây chúng tôi này đang nói đến ai đây? Từ us này nè. Dạ đang nói đến tác giả hả cô? À, một trong số những cái người mà tác giả của bài báo này đó. À, ví dụ như một trong số người, một trong số chúng tôi làm kinh tế, sống ở Chicago. Rồi, lúc này thì dịch phía sau bình thường ha. À, làm cho giá thành của một quả cà chua trung bình lên tới 20 đô la, puts the average price. Đoạn 13 rồi, cảm ơn bạn An. Đoạn 13, bạn nào dịch giúp cô đoạn 13. 13 với 14 ngắn ngủ, 14 ngắn ngủ này dịch chung 13 với 14 luôn đi. Bạn nào dịch 13? Dạ, Hoàng Ngọc dịch cho cô. Rồi, Hoàng Ngọc. Dạ, thưa cô là những người khác trong số chúng tôi là một nhà báo, người sống ở New York, lớn lên trong một nông trại nhỏ và thường xuyên tham gia vào những công việc ở trang trại. À, do đó anh ấy có một ước mơ nhỏ là tự trồng cây. Tuy nhiên anh ấy hạnh phúc khi mà sử dụng thời gian cho mua sắm hay là chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt cho gia đình và bạn bè, như là một bữa tối. Như những bữa tối như vậy, ngay cả khi lao động chỉ được định giá 10 đô la cho một giờ, và nó đắt hơn những bữa ăn giống như vậy mang đi. Có lẽ một ngày nào đó ở New York, người đàn ông ở New York sẽ nấu một bữa ăn với cà chua bi với người đàn ông ở Chicago. Nó có thể trở thành một bữa ăn đắt nhất trong ký ức hiện tại và chắc chắn rằng đáng giá từng xu. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc. Cái chỗ này nè, hồi nãy em dịch em thêm cái chữ en vào. Những bữa ăn như thế, dù là cái mức lao động chỉ tính là khoảng 10 đô một tiếng, và nó là như vậy thì chữ và đây là không có chính xác nha, nó không có chữ và, em thêm vô nó sai nghĩa. Dù là những bữa ăn như thế, động từ a này là nó là động từ của chủ ngữ nào, của chủ ngữ nào đó Hoàng Ngọc? Động từ a ở đây là động từ của chủ ngữ nào? Dạ thưa cô là nó là chủ ngữ của, nó là động từ của dinner. Đúng rồi, những bữa ăn như thế là những bữa ăn mắc nhất. Thì nó mắc hơn nhiều so với những bữa ăn mang đi bình thường. Tương tự những bữa ăn mà tương tự như vậy, nội dung chất lượng y vậy nhưng mà là mang đi. Cho dù là cái giá công lao động chỉ tính là khoảng 10 đô một giờ, thì chỗ này mình không có dịch chữ n vào đây, như cái một cái chữ rất là nhỏ các bạn bỏ vào thôi, nó cũng làm sai cái nghĩa đi rất là nhiều. Những bữa ăn như vậy dù là tính giá công chỉ 10 đô một giờ thôi thì vẫn, ở đây là muốn nói có cái chữ là even if, cho dù là tính công lao động với giá vậy thôi thì cũng vẫn mắc hơn so nhiều so với một bữa ăn bình thường. Rồi, mình xong cái phần bài đọc từ vựng thì hôm trước phần này là đã làm rồi. Bây giờ mình xuống cái phần D là phần tóm tắt. Phần tóm tắt này chắc là cũng đã làm rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ dịch từ từ nha. Dịch là dịch tới đâu thì là mình sẽ bây giờ mình làm theo cái dấu chấm nha mấy đứa. Tới cái dấu chấm đứa nào hên xui, hên là một dấu chấm thì có một khoảng trống hay hai khoảng trống gì đó, là mình dịch từ đầu đến hết một cái dấu chấm. Câu số 1 thì là nó đã có điền rồi, thì bạn nào làm câu số 1 á là sẽ dịch luôn cái câu số 1, rồi điền và dịch luôn số 2 và số 3 luôn cho tới cái dấu chấm này. Rồi
Bạn nào xung phong phần đầu tiên là bốn dòng đầu tiên đó các bạn, tới đây. Ai làm rồi cái này? Có ai không? Không có thì gọi. Cô hỏi thiệt là mấy đứa làm cái này chưa vậy mấy đứa ơi? Các bạn nào làm rồi không? Rồi. Dạ rồi, rồi, làm rồi thì xung phong làm bài đi. Để cô ngồi chờ. Chứ gọi Trúc mấy bạn chưa làm thì sẽ lâu hơn. Trúc Hạ làm bài chưa Trúc Hạ? Dạ chưa cô ơi, phần này cũng chưa làm. Lại rồi lại bị ao ra rồi ao vô. Đứa nào làm bài rồi? Khánh An làm bài chưa An? Nhà em đang coi cô. Rồi thôi. Em mặc làm thử hả cô? Không được, chị chứ sai thì cô làm gì mấy đứa? Ánh mặc làm thử hả cô? Ánh Nguyệt. À, số 2 là em Điền Quốc. Đâu, em dịch từ đầu đi, em vừa dịch trước rồi em làm sao em vừa dò đi song song với nhau luôn để cho nó dễ hiểu. Bây giờ câu số 1 thì người ta đã làm rồi cho nên em dịch luôn đi. À, một vài hoạt động giải trí thì được xem là phổ biến trong những năm trước đây nhưng lại kém phổ biến hơn so với ngày nay bởi vì sự phát triển của công nghệ. Mặt khác thì một vài hoạt động được coi là công việc nhưng ngày nay thì lại được xem một cách phổ biến như là sự giải trí. À, vậy thì số 2 điểm gì nhỉ? Số 2 em điền work. Rồi, work hoặc là menial labor. À, rồi số 3. Số 3 điền là leisure. Leisure activities hoặc là hobbies gì đó ha. Rồi, rồi làm luôn đi thôi. Ánh Nguyệt làm luôn phút dưới. Dạ. Yeah. Chưa share slide cô ơi. Alo. Cô chưa share slide cô. Oh sorry, ủa chưa share hả? Ủa sao kỳ vậy? Vậy nó bị out ra rồi nó rớt ra luôn à? Thật là phức tạp. Đâu mất tiêu rồi. Rồi mấy đứa thấy cái slide cô share chưa mấy đứa ơi? Dạ thấy rồi cô. Ok, rồi Ánh Nguyệt làm tiếp luôn đi Ánh Nguyệt. Số 4. Số 4 là kinh tế. Cái nhà kinh tế học đã chia những cái khoảng thời gian này thành công việc thị trường. Home production là sản xuất tại nhà và poor leisure là giải trí thuần tí. Cái này mình dịch là những công việc nhà nha chứ không phải là sản xuất tại nhà, tại vì sản xuất là nó sẽ qua bên cái vụ mà mua bán, tức là sản cái market work có nghĩa mình hiểu là công việc mà có tạo ra income, có ra income. Còn cái home production là cái vụ như rửa chén, quét nhà, lau nhà, sơn nhà, trồng cây, cắt cỏ gì đó, những cái đó là home production, nó không có tạo ra income. Cho nên mình nói, nếu mình nói sản xuất tại nhà, sản xuất có nghĩa là có tạo ra income, nó có tạo ra sản phẩm đi bán được là income đó. Cho nên mình chỉ dịch cái home production ấy là làm công việc nhà và giải trí đơn thuần. Rồi tiếp luôn đi em. Dạ thưa cô, là
Trong một nghiên cứu thì nhà kinh tế học Rami và Rangsit đã nhận định rằng chúng ta làm ít việc công việc thị trường, đúng không? À, công việc là công việc làm ăn, market work. Làm ít công việc làm ăn hơn vào những năm 1900 và làm nhiều việc nhà. Và làm nhiều việc nhà hơn. Tuy nhiên thì tác giả Stephen và Steven đã đề nghị một cái định nghĩa khác cho công việc và giải trí. Một công việc sẽ được xem như là một hoạt động sẽ được xem như là công việc nếu mà ai đó bảo bạn làm, hoặc là được xem là giải trí nếu ai đó nếu bạn chọn việc tự làm. Và theo như các nhà kinh tế học thì chúng ta ngày nay làm những công việc vặt khi chúng ta ngay cả khi chúng ta không cần, bởi vì chúng ta làm những công việc bởi vì có nhiều lý do hơn là vì nhiều lý do khác hơn là vì tiền bạc, và chúng ta có thể chọn công việc mà chúng ta làm. Bởi vì người ta thường làm những việc vì nhiều lý do khác hơn là ngoài chuyện tiền nong, và chúng ta có thể chọn công việc mà chúng ta làm. Mình được quyền chọn mà, cho nên là mình thích cái gì mình làm cái nấy thôi. Rồi, ok. Đây là phần tóm tắt lại cái bài đọc bên trên ha. Mình học tới đọc nâng cao rồi, cho nên phần tóm tắt thì nó cũng hơi khó hơn so với các cái phần phía bên dưới, các cái level thấp hơn. Rồi. Ở đây, skim. Skim là đi dò lại một cách cẩn thận để đi tìm chi tiết. Scan là đọc lướt. Scan có nghĩa là mình đọc cái gì nè, title nè, subtitle nè, các cái tiểu đề mục á, title, heading hoặc là subheading, hay còn gọi là title và subtitle. Rồi mình có thể xem cái gì nè, scan á, scan thì mình sẽ xem lướt qua coi hình ảnh trong cái bài có những cái hình gì. Rồi mình sẽ đọc đoạn đầu tiên, mình sẽ đọc đoạn cuối cùng. Nếu mà dư thời gian tí mình sẽ đọc những cái câu đầu tiên của từng cái paragraph, nhưng mà thường scan thì mình sẽ không đủ thời gian như thế. Còn skim là đọc chi tiết, thì thường mình sẽ skim những cái gì các bạn? Skim những cái tên riêng, thì những cái đó mình skim, mình phải cần cái thủ thuật là skim. Thì ở đây cái bài này mình sẽ phải skim toàn là số không à. Bây giờ mình sẽ có cái này lọc thì chắc cũng khá là nhanh thôi. 7.7, what is it about? Nó là cái gì đây các bạn? 7.7 nó là cái gì đây? Nguyễn Lê Thùy Trang. Rồi, con số này là số gì đây Trang? À, em chưa có làm. Bạn nào làm cái phần này rồi? Dạ em. Em Hoàng tên Ngọc. Gì? Hoàng Ngọc. Mình Hoàng Ngọc rồi, ok, Hoàng Ngọc. 7.7. Dạ. 7.7 là the scale of cognitive in enjoyment of activity, là cái tỷ lệ của việc đang lên trong cái biểu đồ, trong cái hoạt động những cái hoạt động giải trí đó. Dạ. Đây là cái mức độ cái sắp xếp về cái độ enjoyment, cái độ yêu thích đối với công việc mà knitting, tức là người ta yêu thích knitting xếp ở cái mức độ nào là 7.7. rồi tiếp theo luôn đi Hoàng Ngọc. 16 hours. Dạ. It is about error là employment spend time for a week on home production by 2004.
là những người đàn ông. Những người đàn ông sử dụng cái thời gian, số lượng giờ, cái số giờ cho một tuần, số giờ mà một người đàn ông dành ra để làm việc nhà trong một tuần vào năm 2004. Rồi, 20 là the average price of a single tomato, là cái giá trung bình của một quả cà chua. Rồi, 1%, 1% là Americans live on a farm today, là người Mỹ sống ở trại hiện nay. Còn 4,8 còn 4,8 là tỷ lệ của việc làm việc nhà trong cái hoạt động bên này. Laundry, đưa laundry là giặt giũ. Dạ. À. Tỷ lệ giặt giũ. Xếp hạng yêu thích của cái việc giặt giũ. Tức là như vậy thì cái việc knitting là xếp hạng yêu thích là nó được tới 7.7. Còn xếp hạng yêu thích của cái việc là giặt giũ thì nó chỉ được 4.8, tức là người ta thích knitting hơn là doing the laundry. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Ngọc. Rồi, trả lời những câu hỏi sau đây dùng những thông tin trong bài. À, quay lại cái bài vừa rồi chút xíu. Cái kỹ thuật skim, cái này là con mắt bạn nó phải rà rất là nhanh ha. Nếu như mà trong câu hỏi của mình mà có liên quan đến con số thì các bạn phải rà mắt thật là nhanh, đừng có đọc kỹ. Đến khi nào mà nhìn thấy con số, cái mắt của các bạn nó phải quét thiệt luôn, quét như máy luôn á. Rà thật là nhanh thì khi mà đi thi mới làm bài kịp. Thấy con số là rà theo con số đó, hoặc là thấy một cái tên riêng thì tên riêng nó sẽ được viết hoa lên, thì các bạn phải nhìn ở trong bài là cái chỗ nào mà nó in đậm, nó viết hoa lên thì các bạn phải nhìn vào những chỗ đó, hoặc là những cái ngày tháng thì nó vừa có số, nó vừa có tháng thì cũng sẽ được viết hoa lên, thì các bạn phải dò vào những cái chỗ đó. Mắt luyện phải rất là nhanh, chạy mắt chạy nhanh lắm. Was playing the piano considered work or leisure by many Americans in the late 19th and early 20th century? Cái việc chơi đàn piano được xem là work or leisure, hay là làm việc hay là thư giãn bởi nhiều người Mỹ ở cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Làm sao em biết? Dựa vào cái chỗ nào á mà em biết là em phải chỉ được cái đó nằm ở trong cái đoạn nào, đoạn số mấy? Câu số 2. Cái việc chơi đàn piano được xem là work and leisure bởi nhiều người Mỹ ngày nay, có đúng vậy không? Làm sao em biết? Như vậy thì hai câu này là na ná nhau ha. Nhưng mà câu trên nó là hỏi ở thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, cuối 19 đầu 20. Còn câu thứ hai là ngày nay. Và làm sao em biết nó nằm ở đoạn nào? Các bạn coi hai cái câu này, quay lại cái bài đọc và coi hai câu này đi. Nó nằm, thông tin nằm ở đoạn nào? Cho các bạn 2 phút nghe. 3 phút để dò hai câu này. Dạ cô ơi. Cô nghe. Dạ em bị sốt do COVID đó cô, cho em đi xin ao không cô? Ủa sốt do COVID làm sao? Em bị F0 rồi à? Dạ. Ủa chị đã rồi, bây giờ đang ở đâu? Dạ đang cách ly tại phòng riêng của em. Ôi em tên gì đó? Dạ anh Kha. Anh Kha hả? Rồi bị lâu chưa Kha? Hôm nay là ngày thứ mấy rồi Kha? Dạ ngày thứ 34 nha cô. Rồi ok. Rồi thôi Kha nghỉ ngơi đi. Dạ cảm ơn cô.
Tắt micro mấy đứa ơi. Rồi bạn nào trả lời được câu số 1 nè. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì nó là playing the piano là work hay là leisure? Và đoạn nào cho em biết thông tin đó? Nguyễn Thị Nguyễn, Phạm Mai Trinh, xong chưa em? Dạ chưa. Em trả lời Nguyễn Thị Như Thường. Bạn Trần Nhiên. Trong 4 của đoạn 1 này, trong 4, 1, 2, 3, 4 One to feel home with music. Đúng rồi, muốn làm cho căn nhà của họ tràn đầy âm nhạc. Nhưng mà là họ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Rồi, required zero talent, tức là đòi hỏi không có cần đòi hỏi kỹ năng tài năng gì hết. Thì hai cái chỗ này mình mới ghép lại với nhau là muốn trong nhà có nhạc, muốn trong nhà có tiếng nhạc, nhưng mà chơi thì không có cần tài năng, không có cần phải học hỏi gì hết. Mà không cần tài năng, không cần học hỏi gì hết thì có nghĩa là không có làm ra được tiền, không có làm chuyên nghiệp để mà coi như là tiền, coi như là một cái income được. Cho nên nó chỉ được coi là leisure thôi, chứ không phải là work. Rồi còn cái câu thứ hai thì là vào thế kỷ số bây giờ. Còn bây giờ thì sao các bạn? Bây giờ nó nằm ở đoạn nào? Nhiên thấy cái chỗ đó luôn chưa Nhiên? Cũng giống như là họ yêu âm nhạc thì họ cũng phát hiện ra, họ cũng rõ ràng, họ cũng biết rằng là họ không cần phải tự tạo ra âm nhạc. Vậy thì họ có thể sử dụng cái máy để cho nó tự hát, nó tự phát, cái đàn để cho nó tự chơi thôi, chứ họ không cần thiết là phải biết. Câu số 3, làm sao mà tác giả tính ra được là một cái homemade scarf nó trị giá 140 đô? Làm sao tác giả tính được là một cái khăn quàng cổ mà tự đan thì nó trị giá tới 140 đô, nó ra được cái giá này là làm sao mà ổng tính ra được vậy mấy đứa ơi? Là cái đoạn nào? Câu số 5, Ramey và Francis làm thế nào mà phân biệt giữa home production và leisure? Câu số 6 là cái vấn đề nào mà các tác giả đã lưu ý về
cái kết luận của Rami và Francis. Tác giả đã lưu ý cái điều gì với cái kết luận của Rami và Francis? Số 7. Những cái động cơ không liên quan đến tiền bạc nào đã lý giải lý do tại sao mà tác giả lại trồng cà chua và nấu những bữa ăn đặc biệt? Tức là họ có những cái động cơ nào mà họ làm, họ đi trồng cà chua, họ đi nấu những bữa ăn đặc biệt như vậy trong khi nó rất là tốn kém, thì họ có cái động cơ nào? Các bạn coi một lượt từ câu 3 đến câu 7 nha. Rồi, câu số 3 bạn nào tìm ra được nè. Bạn nào tìm ra được đáp án cho câu 3 rồi. Trả lời và cái ý thôi cũng được nữa. Là làm sao mà ra được con số 140 đó? Em cô ơi. Rồi, em tên gì? Quên nói tên nữa rồi. Em cô ơi. Rồi. Dạ, cái đoạn 3 cô. Ừ. Cái đoạn 3 ở cái khúc mà cái khúc mà nó là để tính cái thời cái giá 140 đô thì cái tiền mà mua sợi vải đang lát là cái đang là 40 đô, còn cái thời gian tiền cái thể gọi là tiền công để làm á là mỗi giờ làm là 10 đô, thì em nghĩ là làm khoảng 10 giờ hay gì đó là 100 đô cộng cho 40 đô tiền vải nữa là khoảng 140 đô. Em nghĩ là vậy. Dạ. 10 giờ cộng cho cái giá 1 giờ là 10 đô nữa. Thì nó sẽ ra 140 rồi, bạn hình dung đúng rồi đó. Câu số 4 nè, bạn nào đây? Cái gray area. Cái này thì không có đòi hỏi là phải chỉ ra cái chỗ nào trong bài nữa, các bạn chỉ trả lời thôi là được. Tại sao có một cái sự mập mờ giữa, có một cái không có một cái ranh giới rõ ràng giữa việc nhà và việc giải trí? Tại sao lại có một cái sự mập mờ, hoặc là tại sao không có sự rạch ròi giữa? Thì bạn nào giải thích được chỗ này?
bạn nào không? Trong bài mình có cái chỗ nói đến cái gray areas, các bạn có thấy không? Bởi vì một số hoạt động nó có thể là home production mà cũng có thể là leisure luôn. Ví dụ như knitting, gardening và cooking vẫn có thể là kiếm tiền được, trong khi vẫn có thể là coi như là một công việc nhà mình đang để cho con của mình mặc, mà còn là mình đang để cho bản thân mình mặc, hoặc là mình làm vườn để mình tiết kiệm cái chi phí, mình không phải thuê người khác làm nấu ăn, cũng là cái kiểu mà để tiết kiệm chi phí chẳng hạn. Thì đó là vừa việc nhà, nấu ăn vừa là một công việc nhà để cho mọi người trong nhà cùng có cái ăn, nhưng mà đôi khi nó cũng lại là một cái niềm vui khi mà mình có tiền để thuê người khác nấu, nhưng mà mình vẫn cứ thích nấu, mình vẫn cứ thích làm việc làm vườn, thì đó nó lại trở thành là leisure. Một số hoạt động có thể là cái này, cũng có thể là cái kia, cho nên nó có một cái vùng xám ở giữa, nó có một cái sự không có rạch ròi, không có một cái sự phân chia rõ ràng. Rồi, Rami và Francis phân biệt như thế nào giữa home production và leisure? Cái này thì dựa vào cái kết quả của Rami và Francis, thì các bạn đọc những cái đoạn mà có hai cái tên này nè, thì các bạn xem hai ông này đã phân biệt việc nhà với lại việc giải trí như thế nào, bằng cách nào. Cái này các bạn coi xong các bạn giải thích bằng tiếng Việt trước cũng được nữa, miễn các bạn có ý tìm ra được cái ý là được rồi. Dạ cô Hoàng Ngọc. Cô em Trúc Lê. À rồi, Trúc Lê đi, cô nghe cả Hoàng Ngọc nữa, nhưng mà Trúc Lê hồi nãy chưa phát biểu, rồi cô mời Trúc Lê trước nè. Cô giờ em nghĩ là they decide that anything at or a pole at 5.3 laser while anything below e home production, nghĩa là những cái hoạt động mà trên 7.3 dựa theo cái cột của cô thì là giải trí, còn nếu mà dưới 7.3 thì được gọi là home production. À đúng rồi, cái ông này, hai ông này là dựa trên cái con số, cái cột mốc là 7.3. Đó là họ bắt đầu họ làm một cái nghiên cứu, mà trong cái nghiên cứu đó người ta sẽ đánh số cái, người ta sẽ xếp hạng cái sự yêu thích đối với những cái hoạt động trên cái thang, on the scale, là theo một cái thang từ 1 đến thì là leisure, còn những cái khác tức là ở dưới là gọi là home production. Rồi, cảm ơn bạn Hoài Lê đúng không? Rồi, Lê mình Trúc Lê. Rồi mình tới cái hoạt động kế tiếp ha, cái bạn cái này, cái phần này thì khá là quan trọng cả trong cái việc các bạn đọc lẫn trong cái việc các bạn viết. Khi mà các bạn đọc á, thì các bạn phải biết là ý kiến này là của ai và ý kiến phản bác là như thế nào. Tại vì khi mà các bạn viết một cái bài tranh luận, là argumentative essay, thì các bạn luôn luôn phải có hai cái phần. Phần trên là ý của bạn ABC, đến phần ở dưới nó có một cái phần gọi là counterclaim. Counterclaim có nghĩa là bạn phải nói ngược lại cái ý của bạn. Bạn phải đứng vai trò của cái người đối diện mình có cái quan điểm trái ngược với mình. Xong, cái counterclaim đó xong, các bạn phải có một cái phần gọi là refutation, là cái phần phản bác lại cái quan điểm đó. Ví dụ như ha, bây giờ nói về cái việc là đi du học đi, có nên đi du học không? Cái mình mới viết là theo tôi thì rất là nên đi du học, bởi vì những lý do. Thứ nhất là mở rộng kiến thức, thứ hai là cái bằng cấp mai mốt ban về nó rất là xịn sò, dễ xin việc lắm. Rồi bây giờ là đó là hai cái quan điểm của mình để mình support cho cái ý của mình. Xong cái mình phải có cái phần counterclaim, tức là phải đứng ở vai trò của những người phản bác cái việc đi du học. Mình nên nói là nhưng mà có một số người thì lại nói rằng đi du học thì là quá tốn kém so với việc học ở Việt Nam. Đó là counterclaim, mình đứng vai trò nêu cái quan điểm của những người phản đối với mình. Xong
tới refutation là dập cái quan điểm đó. Nhưng mà thật ra những người đó là thiển cận, hoặc là thật ra những người đó là nghĩ không có tới, bởi vì là những người mà có tiền đi du học là những người rất là giàu, đó là chi phí mà họ có thể bỏ ra. Và đọc cũng vậy. Trời ơi, cái khúc mà cô đang nói quan trọng thì cô lại nghe từng tưng tưng tưng, cô lại bị văng ra. Trong bài đọc cũng vậy, sẽ có những chỗ nêu quan điểm của người này, rồi quan điểm của người kia, rồi đến phản bác quan điểm của người kia. Giống như cái bài này á, là hồi nãy khúc trên á, là nêu ra có quan điểm của Rami và hai cái ông mà dựa trên cái chỉ số 7.3 đó. Xong cái tới cái khúc là nói là tôi không có ý chê bai hai ông đó, nhưng mà tôi có một cái định thì các bạn khi mà cả đọc các bạn phải nhận ra đâu là cái quan điểm chính của bài mà cái tác giả đang support. Tức là trong bài nói đến quan điểm của mấy người luôn, 2-3-4 nhóm người luôn. Nhưng mà mình phải nhận ra là cuối cùng là quan điểm của ai, cái người viết này đang ủng hộ quan điểm của ai. Cái quan điểm kia là chỉ đem ra để làm mồi thôi, để chỉ đem ra để làm mồi nhử, rồi xong nó sẽ dập cho te tua, rồi bắt đầu là nói đến quan điểm khác. Giống như hồi nãy là đưa ra hai quan điểm của cái việc mà chia sẻ theo chỉ số 7.3 đó. Nhưng mà cuối cùng đưa ra xong rồi, rồi dập cái quan điểm đó, nói là đưa ra như vậy á, thì sẽ có những cái vùng nó là gray areas, cái vùng mà gần số 7.3 đó. Có những cái nó xung quanh 7.3 nhưng mà nó vẫn được gọi là leisure, hoặc là nó vẫn được gọi là cái home production. Vậy thì cái quan điểm 7.3 này là nó không có chính xác, nó không phù hợp. Đó, cho nên tôi sẽ đưa ra quan điểm khác. Như vậy thì khi mà nghe thì các bạn phải hình dung những cái chỗ mà người ta, những cái cú mà quẹo á, những cái cú ngoặt á, là từ quan điểm này chuyển sang quan điểm khác, để các bạn thấy được là cuối cùng là cái người này theo cái quan điểm nào. Rồi bạn nào dịch dùng cô cái đoạn này đi. Đoạn này là đoạn lý thuyết nè. Bạn nào có coi cái này ở nhà rồi không? Hoàng Ngọc, cô. Dạ là những tác giả thường đưa ra những ý kiến, đưa ra một vài ý kiến khác nhau để mà đưa ra một sự tranh luận cân bằng. Họ có thể thêm vào những cái ý kiến riêng của mình mà phải khác với những cái chuyên gia khác, để mà đồng ý với cái sự tranh luận. Ở đây to follow á là để theo dõi, để bắt kịp, để theo dõi, để hiểu được, để bắt kịp những cái tranh luận của tác, những cái tranh luận và những cái ý chính của tác giả. Dạ, để mà bắt kịp được những cái tranh luận hay là và ý kiến của tác giả thì nó là điều quan trọng để nhận ra những ý kiến mà bạn đang đọc. Còn đây là ở đây có một vài từ và một số cụm từ chúng ta có thể nhận ra trong một ý kiến mới hay là những ý kiến khác nhau. À, đâu rồi? Cô ao ra bên kia là Ngọc dịch hết luôn rồi. Thật là rất là quan trọng để nhận biết là cái quan điểm mà bạn đang đọc là của ai. Whose opinion you are reading? Bạn đang đọc quan điểm của ai? Tức là đọc đến cái đoạn nào thì bạn phải biết là đoạn này là của Ramsey Rami nè, còn đoạn này mới là của tác giả bài báo nè.
Đó, bạn khi bạn đọc đến cái đoạn nào đó, bạn phải biết là cái ý kiến này, quan điểm này là của ai, của nhóm người nào, và cuối cùng ông tác giả này, ông có giống với ai trong nhóm này hay không, hay là ông lại đưa ra một cái quan điểm khác nữa, ông có đồng thuận hay không, hay là khác nữa. Mình phải coi được là ý kiến nào là của ai, và phải nhận ra những cái quan điểm khác nhau trong bài text, phải nhận ra được những cái different opinion trong cái bài, trong một cái đoạn văn. Trong bài thì có rất nhiều ý kiến. Đây là một số từ để cho bạn có thể xác định được một cái quan điểm hay là một cái ý kiến mới. Nó là những cái cú quẹo cua đó. Trước khi mà quẹo cua thì sẽ có đèn xanh đèn đỏ báo là tôi sắp quẹo hay là tôi sắp chạy gì đó, có cái bùng binh chẳng hạn, thì đó là những cái dấu hiệu mà biết là người ta đang chuyển sang một cái ý kiến mới. Ví dụ những cái từ mà sẽ giới thiệu một cái quan điểm nè, theo các nhà kinh tế đó, thì ở đây là quan điểm của nhà kinh tế. Trong bài của mình là gì, nó có từ góc độ của nhà kinh tế, nó có góc độ của nhà sinh học tiến hóa đó, nó có góc độ của nhà báo đó. Rồi theo một cái nghiên cứu gần đây thì Dubner Fowl, có nghĩa là đang nói đến cái nghiên cứu của ông Dubner, một cái kết quả nghiên cứu của Dubner. Rồi một nhà phê bình đã nói, có thể nói là đây đang nói về cái chuyện của một nhà phê bình nào đó. Một số người xem cái điều này là, này là ý kiến của một số người. Francis cho rằng, là ý kiến của Francis, chúng tôi tin rằng, we believe đó. Có thể là một cái bài bên trên người ta nói nhiều lắm. Một số nhà kinh tế học thì nói rằng như thế này, mà góc độ của các nhà sinh học thì lại nói như thế kia, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi lại tin rằng. Nó vậy là mình sẽ có ba ý kiến tổng cộng, ba góc độ. Rồi, những cái từ mà cho thấy những cái quan điểm khác nhau nè. Có hai cái từ này nè các bạn. Một cái từ là một cái text box đi. Một cái từ là counter. Cái này đã có nhìn thấy trong môn viết chưa? Counterclaim, và một cái là refutation. Counterclaim đó là ý kiến của tôi là như vậy, nhưng một số người khác thì nói vậy đó, nhưng mà thật ra là họ không có đúng, thật ra là họ rất là ấu trĩ, họ không nhìn nhận ra, nhưng mà cái điều họ nói đó là thật ra là nó như thế nào đó, mình phản bác lại. Thì counterclaim là cái quan điểm mình nói thay cho cái người mà đối ngược với mình. Và cái refutation là mình dập cái quan điểm đó, mình phản biện cái quan điểm đó, để mình tự tạo ra một cái cuộc tranh luận mà nghe có vẻ là công bằng, nhưng mà thật ra chẳng công bằng gì hết. Tại vì mình là cái người viết mà, mình chủ động mà. Nhưng mà mình cũng ráng mình kiếm một cái ý nào đó, nó nhỏ nhỏ thôi, một cái tranh luận nào đó của người ta, của từ cái phía đối diện có thể nói, nhưng mà mình lựa cái dễ dễ thôi mình mới phản biện được, chứ lựa một cái mạnh quá mình phản biện không nổi. Nhưng mà cái điều này thì không có phải là luôn luôn đúng, thì cái này là cái refutation nè. Một số người nói rằng như thế này, là cái counterclaim nè. Trong khi số khác thì lại nói khác. Tuy nhiên mặt khác, tôi đã không đồng ý với Dubner về chuyện gì đó. Là bắt đầu giới thiệu qua một cái quan điểm khác rồi. Làm vườn thì không phải là một công việc, mà là cái gì đó thì hơn, mà là việc giải trí thì đúng hơn. Một cái lựa chọn, một cái quan điểm khác biệt, trái ngược, đối ngược là gì đó. Thì khi mà nhìn thấy những cái cụm từ này, các bạn biết là đang chuyển sang một cái opinion mới, một cái main idea mới. Ít ra thì mình cũng biết là trong bài này có mấy quan điểm, có mấy cái nghiên cứu. Bây giờ mình có một cái bài tập nhỏ nhỏ bên dưới ha. Làm cái gì đây? Đọc cái bài này. Circle words that introduce an opinion. Mình sẽ khoanh tròn những cái từ mà giới thiệu đưa ra một cái opinion, và gạch dưới những cái từ mà thể hiện một cái quan điểm khác. Quan điểm khác có nghĩa là có chê bai người khác rồi đó. Có phản biện lại cái người trước rồi đó. Sau đó so sánh kết quả với partner của mình. Rồi, khoanh tròn những từ
mà đưa ra một cái opinion và gạch dưới những từ chỉ một cái opinion khác. Rồi cái bài này nó đây các bạn. Các bạn có thể nhìn lên đây luôn cũng được. Rồi mình bây giờ mình khoanh tròn trước nha mấy đứa. Những cái từ nào mà nó đưa ra một cái quan điểm, ví dụ như đây là mình có từ argue nè, là cho rằng nè. Ví dụ như Rami và Francis cho rằng, đó là mình giới thiệu một cái quan điểm của Rami và Francis nè. Rồi từ nào nữa các bạn ơi? À, theo một cái nghiên cứu khác bởi những nhà nghiên cứu là Aguilar và Hirsch, thì người Mỹ lại như thế này là đưa ra một cái quan điểm. À, rồi còn gì nữa là believe regard này, về cái việc không có xem cái việc gì đó, không có xem cái việc là tham gia vào school work và homework như là lao động nè. Believe, tin rằng nè. Rồi, bây giờ những cái từ mà chỉ cái sự đưa ra một cái quan điểm khác thì mình có tuy nhiên nè. Tuy nhiên là mình biết hai cái là nó khác nhau rồi nè. Whereas, trong khi đó là cái gì, hai cái gì cũng hơi ngược ngược nhau nè. Rather than, thay vì nói cái này thì lại cái khác. Thì rather than là cái từ chỉ một cái sự khác biệt nè. Whereas cũng vậy, however vậy ha. Rồi. Các bạn về nhà coi kỹ lại nha. Hai cái này là các bạn dễ nhầm lắm á. Nhiều khi các bạn nói according to ở đây là đang nói về cái ý khác rồi. Vậy là cái này according to này nó đang là đưa ra quan điểm trái ngược. Không phải, bản thân cái từ này chưa có đưa ra quan điểm trái ngược, mà chỉ ghép vào trong ngữ cảnh mà có cái chữ however phía trước thôi. Chứ bản thân từ according to này thì nó chưa thể hiện một cái quan điểm khác nha các bạn. Nó chỉ là giới thiệu một quan điểm để đưa ra một quan điểm thôi. Còn nó có khác với cái ở phía trước hay không thì chưa biết. Là mình phải coi phía trước có cái gì nữa hay không. Bài tập phía dưới. Các bạn thấy không? Một cái bài nó vừa khó hỏi quá trời thứ luôn. Vừa dài vừa khó mà mình không chuẩn bị trước thì lên lớp làm rất là lâu. Hoàn thành cái bảng này với những cái quan điểm khác nhau về cái câu hỏi là có phải là người Mỹ có nhiều thời gian giải trí bây giờ người Mỹ có nhiều thời gian giải trí hơn so với trong quá khứ hay không? Thì các bạn coi Rami và Francis trả lời câu này như thế nào, Aguilar and Hirsch trả lời câu này như thế nào, và tác giả của cái bài báo này trả lời câu này như thế nào? Rồi cô cho các bạn cái đáp án ở đây luôn nha. Chiếu cỡ này thì mấy đứa có thấy không mấy đứa ơi? Dạ thấy. Ok. Hai ông này thì nãy trong bài Rami và Francis thì nói là
bây giờ thì có cùng thời gian giải trí giống như là một những năm 900, nhưng mà hơi ít hơn so với 40 năm cách đây. Còn hai ông này thì lại chốt lại là có nhiều thời gian giải trí hơn so với 40 năm cách đây. Thì thấy hai quan điểm của hai ông này là ngược nhau rồi nè. Do cái cách tính, do cái phương pháp tính nên là nó sẽ ra cái thời lượng nó, cái nó khác nhau. Và tác giả thì nói là không có ít thời gian giải trí hơn so với trong quá khứ. Không ít hơn so với quá khứ. Thì các bạn phải xem lại nha. Đã lên đến đọc nâng cao rồi thì họ không có cái gì là nó bày sẵn cho mình hết trơn á, mà phải tự suy luận ra dựa vào nhiều thông tin từ nhiều chỗ khác nhau và tổng hợp lại thôi. Rồi, phần kế tiếp là hỏi là cái câu hỏi là What is the definition of leisure? Leisure là gì? Định nghĩa làm sao? Thì Levick and Dubner nói là leisure là cái gì đó bạn chọn để làm, chứ không phải là cái mà ai đó bảo bạn làm. Cái này là hai ông tác giả của cái quyển sách này, của cái bài báo này. Còn Rami và Francis nói là ví dụ mà 7.3 đó, trên 7.3 thì là leisure, mà dưới 7.3 là work, đúng không? Như vậy thì đây, leisure là một cái hoạt động mà được chấm điểm trên 7.3 trên thang 10. Rồi, tại sao người ta lại chọn làm công việc chân tay tủng mũng khi mà họ không cần thiết phải như thế? Theo các nhà sinh học tiến hóa thì người ta nói là bởi vì trong con người nó có cái gen. Trong cái gen của họ đó, nó có cái quy định sẵn là họ phải tìm thức ăn, nó có cái drive là cái động cơ, có cái động lực đó. Là cái mong muốn thúc đẩy họ phải đi tìm thức ăn và lau quần áo ăn mặc và kiểm soát cái môi trường xung quanh. Ở trong bài mình thì nó dùng cái từ tame là thuần hóa đó. Quản lý kiểm soát cái môi trường xung quanh mình sống. Còn các nhà sinh học á, hoặc các nhà kinh tế học á thì lại nói là gì? Bởi vì cái lựa chọn của mình nó không chỉ là về kinh tế, nó có nhiều cái khác hơn là kinh tế. Nó là niềm vui, nó là kỷ niệm từ thời ông bà của mình hồi nhỏ đến thăm cái trang trại của bà ngoại thích quá cho nên lớn lên là mua một cái nhà thủy canh để trồng cà chua, mặc dù cái giá thành ra cà chua nó rất là mắc nhưng vẫn thích. Và còn lý do nữa là bởi vì mình được tự do, mình được chọn những hoạt động mà mình thích làm, cho nên là người ta dù là có tiền vẫn có thể làm những công việc chân tay, bởi vì nhiều lý do, vì họ thích, vì kỷ niệm, chứ không đơn thuần là về kinh tế. Rồi, cố gắng lắm thì xong được cái bài, một bài ha. Rồi, Taekwondo for Health, mà bạn sẽ đọc một cái bài báo về Black Belt từ cái tạp chí Black Belt Magazine, tạp chí đai đen, about Taekwondo. Taekwondo is a martial art, nghệ thuật chiến đấu hả? Môn võ thuật mà xuất phát, originated in, là xuất phát từ Hàn Quốc, và bây giờ thì đã được đưa vào Olympic mùa hè. Bạn sẽ cần thông tin cho cái unit assignment. Unit assignment là cái bài viết ở cuối unit á. Mà môn ở đây thì mình không có học môn viết, cho nên mình chỉ dừng lại cái phần đọc thôi. Rồi, phần từ vựng mấy đứa ơi. Có bạn nào đã chuẩn bị phần từ vựng này không? Nói con nghe thử coi có đứa nào đã coi mấy từ vựng ở đây không? Bạn nào chuẩn bị rồi giơ tay lên, cô coi thử, giơ tay bằng raise your hands để cô đếm được cái số lượng thử xem nè. Ánh Nguyệt nè. Hoài Ngọc, Hồng Nhi, Trúc Lê, Thanh Vi. Còn Quyền Trang, Thị Huệ, Nguyễn Linh, Trần Nhiên. Rồi như vậy là đủ để sửa liền luôn rồi. Những bạn khác
Các bạn có thấy cái phần từ vựng cô đang chiếu trên bảng không? Cái phần phần từ vựng mà giống như trong từ điển nè. Cô share rồi mà mấy đứa có thấy không? Từ boost, là thấy chưa? Dạ thấy. Ok, rồi bây giờ đọc cho cô những cái từ này nha. Đọc và dịch nghĩa luôn. Trương Trần Mỹ Tiên. Dạ. Đọc từ này luôn cô. Đúng rồi nè. Boss. Là gì đây em? Dạ, là cải thiện hoặc gia tăng cái gì đó. Gia tăng. Boost. Boost âm U ha. U dài, boost. Rồi, từ kế tiếp em. Devotion. Trung thành. Hoặc là yêu hoặc chăm sóc cho một người hoặc cái gì đó. Emerge. No. Coi cái phát âm ở phía đằng sau có sẵn rồi nè em. Ông đọc là emerge, bởi vì ý là mình nhấn bằng một rồi. Emerge. Đây là gì? Ông ơ dài. Ông ơi mà có dấu hai chấm nè. Emerge. Emerge. Và âm g cuối cùng nữa, emerge. Emerge. Đây. Xuất hiện bên cạnh cái gì đó hoặc ra bên một cái gì đó mà nổi lên rồi lên, ví dụ như từ trên cái mặt biển có một người tự nhiên là sắp chết đuối rồi, mọi người đang nhìn mà thấy cái mặt nước nó đang rất là yên lặng, tự nhiên là có một người trồi lên thì emerge, nổi lên, trồi lên. Hoặc là ví dụ trong nguyên một cái bối cảnh là ở một cái lớp học, rồi lại bị ao ra nữa rồi, trong một cái lớp học mọi người đang học rất là bình thường, ai cũng kiểu là boring lắm, không có nhiều cái sự cố gắng, nhưng mà có một cái nhân vật, một cái bạn sinh viên emerge, nổi lên, là ngày nào cũng xung phong sắp phát biểu hết. Thì những nhân vật này emerge, nổi lên trên cái nền rất là boring của lớp học, emerge, nổi lên, xuất hiện lên. Hoặc là có một cái nhân vật nào đó nổi về mặt chính trị chẳng hạn, có một nhân vật mới nổi, hoạt động rất là xông xáo và được truyền thông nhắc đến rất là nhiều, mình gọi là nhân vật mới nổi á, emerge. Rồi tiếp ha. Mình sẽ có từ kế tiếp là hai từ các bạn. Phan Thị Thu Tiên. Không có ha. Nguyễn Phạm Mai Trinh. Do cô là estimate hay là đoán giá hoặc là kích thước giá trị của một cái gì đó, ước tính. Dạ, ước tính. Rồi kế tiếp. Cô là inform, phát triển dần dần hoặc là không có y, ở đây không có n, và các bạn nhìn vào cái phần phiên âm chỉ có chữ y thôi. Dạ, evolve. Tiến hóa, phát triển dần dần, phát triển dần dần. Mình coi nè, humans evolved from apes, con người phát triển từ loài vượn. Đó, tiến hóa từ, phát triển lên từ, tiến hóa lên từ. Rồi, ok. Ca Uyên. Dạ, thưa cô là execute, có nghĩa là thực hiện, biểu diễn. Execute, một là
thi hành cái phán quyết mà giết ai đó theo như cái lệnh là cái gì ta, xử tử á. Còn trong bài của mình thì nó có một cái nghĩa khác, cái nghĩa trong bài là thực hành một cái gì đó theo một kế hoạch đã định sẵn rồi, là tiến hành một cái kế hoạch. Rồi mình sẽ có một cái cụm các bạn, do on somebody có nghĩa là gì đây? Châu Hoàng Thúy Vi. Dạ thưa cô, là throw on là chợt nhận ra. Don't on tức là chợt sáng tỏ ra. Don mình có cái từ là bình minh đó. Là tự nhiên nó sáng ra, bao nhiêu sau một cái đêm dài tăm tối thì nó sáng ra, cái đột nhiên là nó sáng sủa. Thì có những cái việc mà lâu ngày mình không có biết, cái tự nhiên một ngày nào đó vì một lý do nào đó mình chợt thấy nhận ra sáng tỏ, tôi bừng tỉnh ra, tôi chợt nhận ra rằng tự nhiên là mình sáng mắt ra một cái gì đó, mình nhận ra, mình hiểu ra sau một cái thời gian dài mà mình không biết. Rồi còn từ bright mà em, cái tiếp là gì đây? Cô là bright là thời kỳ đầu tiên, sơ khai. Không phải sơ khai, primary mới là tiền đầu tiên, còn này prime. Cái nghĩa cô là thời kỳ huy hoàng. Đúng rồi, đỉnh cao huy hoàng nhất, cái thời kỳ mà rực rỡ nhất. Rồi còn từ regard này là verb. Tôi cô regard là nhìn một cách chăm chú. Không phải nhìn một cách chăm chú, mà em coi cái nghĩa đây có sẵn nè. Cô là coi như, xem như. Xem cái gì đó, coi cái gì đó như là cái gì, mình đưa ra quan điểm về cái gì đó. Rồi còn một từ cuối cùng, bạn đó luôn đi, bạn vừa rồi luôn đi. Có freedom. Freedom là nhịp. Nhịp điệu ha, nhịp điệu của cái gì đó, của có thể là của âm thanh hoặc là một cái regular movement or pattern of movement. Cái chuyển động mà nó đều của cái gì đó. Ví dụ như con thuyền nó trôi trên mặt nước thì nó cứ dập dềnh lên xuống thì gọi là regular movement. Cái chuyển động nó theo một cái quy tắc nhất định, là cái lên xuống dập dềnh như vậy thì cái đứa bé đó nó sẽ dễ ngủ hơn. Chẳng hạn cô ấy ru đứa bé ngủ theo cái nhịp điệu của con thuyền trên mặt nước. Rồi hôm nay chắc là chỉ tới đây thôi. Các bạn về nhà xem tường vận và chuẩn bị dịch cái bài số 2 và làm bài tập bài số 2 luôn nha. Mấy đứa mà không chuẩn bị là không có làm kịp ha. Rồi bây giờ download cái danh sách điểm danh nè. Chút xíu nữa thì cái nhóm thuyết trình vừa rồi các bạn gửi cái key lên cho Azure, key lên group Zalo cho lớp, xong rồi gửi cái file đó lên trên cái channel luôn nha, để cô tạo cái channel mới cho các bạn. Rồi thôi lớp nghỉ đi, hẹn gặp lại lớp tuần sau, nhớ chuẩn bị bài nghe. Bye bye cả lớp. Bye miss.